thiện tay, tay con nó dung vào máu, mong của thầy đặt ở tay. Sư phụ, sư phụ ơi, cầm đao của sư phụ suốt tay. Cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ Linh Cảnh.
đồng nghệ em làm nó dạ. Nghệ sĩ Minh Tiến khi tặng quà cho danh ca Minh Cảnh thì nói rằng là anh ráng giữ sức khỏe hát làm sao giống như Minh Cảnh của ngày xưa. Dạ, cái câu chúc có duyên lắm anh ca, dạ, cảm ơn anh. Dạ. Tiến nghĩ là anh Hai Minh Vương phải ca trước chứ không phải là Minh Tiến. Đúng lý là anh Hai phải ca trước. Giờ anh Hai. Dạ, thế thì thôi Minh Tiến hôm nay cũng đến đây. Cảm ơn các bậc tiền bối, các anh, các chị, đồng nghiệp của Cải Lương, của anh Hai Minh Cảnh cũng dành thời gian đến đây. Và hôm nay vắng mặt, nhưng mà vắng mặt thì trong đó anh Sáu Bảo Quốc vắng mặt, nhưng mà cũng có đại diện là con gái của anh Sáu cùng rất nhiều người. Và cũng không quên cảm ơn chị Thu và anh Hưng, là anh chị cũng đã nhiệt tình và thật tâm với anh Hai Minh Cảnh với chị Lê Thủy trong một cái tiệc của hôm nay. Và Minh Tiến xin gửi đến mấy cặp vợ cổ của tác giả Minh Châu, nhân mừng sinh nhật của chú thọ anh Hai Minh Cảnh, Võ Đăng Sơn, Bạch Thu Hà. Vâng, xin mời quý khách cùng thưởng thức. Trời ơi, bởi xa cơ với chiến trường khó tìm, nên gió đông sơ đành chia tay vinh diễn bạch thu ba cánh bay mơ.
xin cảm ơn Huy, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Minh Tiến. Tiền cũng đã sẵn sàng và chúng ta cũng đã sắp tạm thời chia tay rồi, nhưng nỗi luyến thương và sự mến mộ vẫn còn lưu nhắc mãi. Tôi thật vô cùng xúc động sung sướng đón nhận buổi tiệc hôm nay. Tôi đã từng giữ rất nhiều buổi dạ tiệc, cũng đã từng đón nhận được những tình cảm nồng nàn của những bằng hữu đối với nhau, nhưng mà hôm nay tôi xin được tất cả các bạn đón nhận ở lòng tôi lời nói chân thành xuất phát tận đáy lòng, là tôi đón nhận ở các bạn tình thương chân thành từ lời nói đến mắt nhìn cho đến một nụ cười duyên dáng nhìn tôi, và tất cả những gì các bạn dành cho tôi đều nói rõ lên tôi rằng đó là tình thương rất sâu nặng. Những lời này tuy thô thiển nhưng tôi mong ơn trên soi thấu tấm lòng tôi, và mong toàn thể các vị quý bằng hữu thân thương, các vị cao nhân cao niên đồng tuổi xót thương hiểu ngầm tâm ý tôi, và tất cả các anh em nghệ nhân luôn luôn khắc ghi tâm cảm lời vàng tiếng ngọc những điều mà quý vị đã thường thương yêu dạy dỗ chúng tôi như là một đứa con thân ái trong gia tộc. Vậy tôi xin biệt từ và ước mong sao sẽ còn có nhiều dịp hẹn gặp để gặp lại được quý vị những buổi tiệc thật là vô cùng quý giá như thế này. Thành kính tri ân. Hay quá. Yeah.